là điểm du lịch trọng điểm của tỉnh mới khai trương. Điểm du lịch cộng đồng xã Tân Cương sở hữu cảnh quan đẹp, được đầu tư nhiều góc check-in cùng hệ thống nhà sàn lưu trú và hoạt động cho du khách đến tham quan trải nghiệm gắn với văn hóa trà truyền thống. Nơi đây sẽ trở thành điểm đến đầy sức hút với du khách trong mùa du lịch năm nay. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay đối với điểm du lịch này là chưa có nhân lực phục vụ du lịch chuyên nghiệp. Tôi vẫn đang gặp cái khó khăn là để đào tạo những cái thành viên mà trong những cái hợp tác xã mà gắn với cái du lịch, làm sao mà đến một cái nơi mà được những lớp tập huấn để mang lại cái sự hướng dẫn viên cho du lịch, là khách có thể đến là giới thiệu đây là vùng chè, cái cách hướng dẫn là vùng chè, rồi nghệ nhân làm chè, rồi là sản phẩm ẩm thực về trà, thế rồi vùng đất của Tân Cương như thế nào. Ước tính trên địa bàn tỉnh hiện nay có khoảng 2.700 hướng dẫn viên, nhân viên phục vụ tại các điểm du lịch, di tích, khu lưu trú. Trong đó, số lượng đã qua đào tạo chiếm tỷ lệ không cao. Chính vì vậy, việc tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, đội ngũ nhân lực phục vụ du lịch trên địa bàn được tỉnh quan tâm, chú trọng. Đặc biệt là đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, người trực tiếp tiếp xúc và phục vụ khách nhiều nhất trong toàn bộ hoạt động du lịch của các doanh nghiệp, cũng như tại các điểm di tích du lịch. Cái sự đóng góp của hướng dẫn viên rất lớn đối với ngành du lịch. Họ không chỉ là người cung cấp một cái dịch vụ hướng dẫn cho một cái doanh nghiệp nào đó, mà họ còn là người tuyên truyền, quảng bá, quảng cáo cho sản phẩm, cho doanh nghiệp, cho hình ảnh của quê hương đất nước. Bởi lẽ là một tour du lịch, cái sự thành công đó 60% phụ thuộc vào hướng dẫn viên. Bên cạnh cái tình hình chung là những cái vấn đề mới thì mình cũng củng cố được thêm những cái kiến thức cũ để cho nó sâu chuỗi lại, để cho cái bài thuyết minh tại điểm của mình nó khoa học hơn so với trước đây. Du lịch đã trở thành thế mạnh trong phát triển kinh tế của tỉnh, đưa Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm dịch vụ du lịch của vùng và cả nước. Tuy nhiên, việc nâng cao chất lượng phục vụ du khách tại các cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch của các đơn vị lữ hành cũng là một trong những yếu tố then chốt để du khách đến và quay lại địa phương trong thời gian tới. Với một cái khẩu hiệu là dịch vụ tốt nhất vẫn phấn đấu tốt hơn. Cái thứ hai là chúng tôi cũng tập trung rất nhiều vào các công tác đào tạo nhân viên để chuẩn hóa các cái thái độ phục vụ khách hàng, các cái kỹ năng cũng như là cái kiến thức chuyên môn nghiệp vụ của từng bộ phận. Vừa qua thì hiệp hội cũng đã có nhiều các cái hoạt động nhằm liên kết các cái doanh nghiệp lữ hành giữa Thái Nguyên với các tỉnh để tạo cái các cái tour liên kết để phục vụ khách hàng với chất lượng tốt nhất. Việc nâng cao chất lượng phục vụ du lịch sẽ giúp Thái Nguyên thu hút ngày càng đông du khách và là tiền đề quan trọng để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu đón 2,2 triệu lượt khách trong năm nay.